Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine cho biết họ đã chiếm lại hơn 37 km vuông lãnh thổ từ Nga trong tuần qua. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba mùng 3 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết Ukraine tuyên bố đã chiếm lại 9 km vuông lãnh thổ ở phía đông và 28,4 km vuông ở phía nam trong tuần qua, tổng cộng hơn 37 km vuông. Trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Ba, cô cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía đông với lực lượng Ukraine tiến công theo hướng Bakhmut và Nga tấn công các hướng Liman, Avdiivka và Mariinka. Malia nói, đối phương đang cố gắng buộc quân đội của chúng ta rời khỏi vị trí của chúng, nhưng đang nhận được một sự cự tuyệt xứng đáng. Cô nói thêm rằng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông, trong khi Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công ở phía nam trong các khu vực Melitopol và Berdyansk. Theo Malia, quân xâm lược đã tiến hành các hoạt động tấn công ở các khu vực Novodarivka, Priutne, Novodanilivka, Robotin, Novorossiyka, Staromayos. Quyền kiểm soát các vị trí có thể bị mất và lấy lại hai lần trong một ngày. Cô cho biết tổng diện tích giải phóng ở miền Nam cho đến nay là 158,4 km vuông. Tại chiến trường thành phố Bakhmut, lực lượng dù Ukraine đã phá hủy một kho đạn mới được chuyển đến và dỡ xuống của quân xâm lược Nga. Thứ trưởng Hanna Malia, do sự phối hợp của pháo binh và trinh sát của lính dù, đối phương đã mất một lượng lớn đạn dược. Tại chiến trường Berdyan, lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến được đặt theo tên của chuẩn đô đốc Mikhailo Bilinsky đã phá hủy một máy bay trực thăng tấn công K-52 của Nga bằng hệ thống hỏa tiễn chống tăng Javelin ở khu vực Berdyan. Trong 24 giờ qua, 600 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 5 xe tăng, 11 xe thiết giáp, 32 hệ thống pháo, 4 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 1 hệ thống phòng không, một máy bay trực thăng và 18 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 4 tháng 7, 230.260 quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 4.057 xe tăng, 7.899 xe thiết giáp, 4.220 hệ thống pháo, 641 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 391 hệ thống phòng không, 315 máy bay, 309 máy bay trực thăng, 3.573 máy bay không người lái, 1.264 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 6.834 xe chuyển quân và nhiên liệu, và 590 đơn vị thiết bị đặc biệt. Bản đồ phản công của Ukraine cho thấy quân Ukraine tiến nhanh gần Bakhmut. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine Counter Offensive Map Show Zelensky's Force Advance Near Bakhmut. Nghĩa là bản đồ phản công của Ukraine cho thấy các lực lượng của Zelensky tiến gần Bakhmut. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Ukraine cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang tiến gần thành phố Bakhmut của Donetsk trong cuộc phản công chống lại các lực lượng xâm lược của Nga, trong một đánh giá trùng khớp với bản đồ mới nhất về các hoạt động của Ukraine. Tài khoản Twitter Warmapper, nơi cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về tình trạng lãnh thổ trong cuộc chiến Nga-Ukraine, đã tweet một hình ảnh vào thứ Hai cho thấy quân đội Ukraine đã tiến lên và đánh chiếm các vị trí mà Nga đã chiếm được ở phía tây nam Bakhmut. Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng của Kyiv đã tiến về phía Bakhmut. Cô nói thêm rằng quân đội Ukraine đang tiếp tục các chiến dịch tấn công thành công vào Melitopol và Berdyansk ở tỉnh Zaporizhia. Các lực lượng của Kyiv cho đến nay đã giải phóng tổng cộng 158,4 km vuông, trong đó có 37 km vuông trong tuần qua. Malia cũng cho biết có các hoạt động tấn công và phòng thủ của Ukraine ở chiến tuyến phía đông, với các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Liman, Avdiivka và Mariinka,
nơi họ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội của Kyiv. Hôm Chủ nhật, Đại tá Serhiy Cherevati, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng miền đông Ukraine nói rằng các lực lượng Ukraine đang tiến công ở hai bên sườn xung quanh Bakhmut, nhưng không nói rõ chính xác địa điểm. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành các hoạt động ở 6 khu vực của mặt trận và đạt được một số lợi ích trong số đó, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW. Bộ Quốc phòng Nga và các nguồn tin khác của Nga cho biết, những lợi ích này bao gồm hướng Liman trong khu vực Bakhmut, dọc theo mặt trận thành phố Avdiivka Donetsk ở phía tây tỉnh Donetsk, trên biên giới giữa các tỉnh Zaporizhia và Donetsk, và ở phía tây Zaporizhia Oblast. ISW đã báo cáo vào hôm Chủ nhật. Một blogger người Nga nói thêm rằng, quân đội Ukraine đã giành được thắng lợi gần Klitschikivka, cách Bakhmut khoảng 6 km về phía tây nam. ISW cũng đã viết vào hôm Chủ nhật rằng, các nguồn tin của Nga đã mô tả các động thái của Kyiv là các hoạt động chiến thuật nhỏ hơn so với các hoạt động phản công trước đó của Ukraine. Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Ukraine để bình luận. Bakhmut là nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng, với những nỗ lực ban đầu của Mạc Tư Khoa có sự tham gia của quân đội từ nhóm lính đánh thuê Wagner do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo, người hồi tháng 5 tuyên bố rằng thành phố đã bị chiếm. Prigozhin, người từng là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã nổi dậy vào ngày 24 tháng 6 chống lại nhà lãnh đạo Nga và Bộ Quốc phòng sau khi chỉ trích họ trong nhiều tháng về hoạt động quân sự của Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến ở Ukraine. Anh ta đã cố gắng lãnh đạo một cuộc nổi dậy của lính đánh thuê chống lại chính phủ Nga bằng cách tiến về Mạc Tư Khoa. Nhưng những nỗ lực đó đã bị khựng lại ngay sau đó khi quân đội của anh ta quay trở lại trại dã chiến của họ, sau khi đồng minh hàng đầu của Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đàm phán các bước giảm căng thẳng. Là một phần của các bước đó, Prigozhin sẽ bị đẩy đến Belarus. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên công khai nói về cuộc nổi dậy, nói rằng hành động khiêu khích không ảnh hưởng đến các đơn vị quân đội Nga. Các binh sĩ đã dũng cảm và quên mình tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, ông nói, theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti. Quan chức được Nga hậu thuẫn nói tình hình căng thẳng ở Zaporizhia khi Ukraine đẩy mạnh phản công. Thống đốc vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm ở đông nam Ukraine cho biết, tình hình ở tiền tuyến là căng thẳng khi Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công, từ từ giành lại lãnh thổ. Yevgeny Balitsky, tên phản bội cho biết, người Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày vào các vị trí của Nga. Yevgeny Balitsky nói, đối phương đang tiến lên, đồng thời, tuy là người Ukraine, tên phản bội hào hứng tuyên bố rằng, dựa trên ước tính sơ bộ, Ukraine đã mất hơn 20.000 nhân sự. Ukraine chưa bình luận về thương vong quân sự. CNN không thể xác minh độc lập tuyên bố của Balitsky. Balitsky kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và trấn an họ rằng lực lượng phòng thủ của Nga rất mạnh. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai hơn 180.000 quân tới hai mặt trận lớn. Đại tá Serhiy Cherevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine cho biết, hơn 180.000 binh sĩ Nga đã được triển khai tới hai mặt trận lớn phía đông. Hơn 180.000 binh lính Nga đã được triển khai trên khắp khu vực trách nhiệm của cụm lực lượng phía đông, mặt trận Liman-Kupian dài hơn. Đó là lý do tại sao đối phương đang tập trung lực lượng của họ ở đó. Ông nói thêm rằng, có hơn 120.000 đối phương trên hướng Liman-Kupian vào lúc này. Cherevati gọi đó là một nhóm khá mạnh mẽ. Ông cho biết nó bao gồm các đơn vị dù và súng trường cơ giới, các đơn vị của lực lượng dự bị quân đội chiến đấu BAS, lực lượng lãnh thổ và các đại đội tấn công Storm Z mới mà ông cho biết đã tuyển dụng những người có tiền án. Cherevati nói rằng có khoảng 50.000 quân Nga ở mặt trận Bakhmut. Các thành phố Liman và Kupiansk cách nhau khoảng 100 km ở phía bắc Bakhmut trên mặt trận phía đông của Ukraine. Trong khi đó, Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, thông báo các vụ đụng độ thường xuyên xảy ra gần Bakhmut. Tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng. Malia nói, quyền kiểm soát các vị trí có thể bị mất và lấy lại hai lần trong một ngày.
Tướng Oleksandr Sikhi, chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine, đã lặp lại những bình luận của Thứ trưởng Hanna Maria trong một cuộc phỏng vấn với Yuranska Pravda, một tờ báo trực tuyến của Ukraine. Đối phương đang cố gắng di chuyển các đơn vị đến những hướng nguy hiểm nhất để phản công, cố gắng làm mất ổn định tình hình, gây tổn thất cho Ukraine và làm gián đoạn hậu cần của lực lượng phòng thủ. Sikhi nói, đồng thời cho biết thêm rằng mối đe dọa từ các hành động tấn công của đối phương từ phía Bakhmut theo hướng Chasivya vẫn còn. Chasivya cách Bakhmut khoảng 15 km về phía tây. Sikhi lưu ý rằng người Nga đang tuyệt vọng bám vào các vị trí và thành trì từng bị quân Wagner chiếm được. Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã có thể ngăn quân đội Nga ra vào thành phố Bakhmut. Ukraine cáo buộc cựu giám đốc cơ quan an ninh Crimea phản quốc vì làm gián điệp cho Nga. Trước Quốc hội Ukraine, chuẩn tướng Vasil Maliuk, giám đốc cơ quan tình báo gọi tắt là SBU, từ ngày 7 tháng 2 vừa qua đã buộc tội Oleg Kolinik, cựu lãnh đạo cục Crimea của SBU, với 5 tội danh liên quan đến hoạt động gián điệp cho Nga. Ông đã đệ trình một bản cáo trạng dành cho Kolinik về tội phản quốc, tội trộm các vũ khí và lãnh đạo một doanh nghiệp tội phạm và rời khỏi đơn vị quân đội trái phép. Anh ta đã bị bắt một năm trước sau một chiến dịch đặc biệt của SBU và Cục Điều tra Nhà nước và đã bị giam giữ kể từ đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức không chỉ để bắt giữ một kẻ phản bội cấp cao mà còn thu thập cơ sở bằng chứng vững chắc để tòa án có thể đưa ra phán quyết công bằng. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho tất cả những ai làm việc cho đối phương. SBU chắc chắn sẽ tìm ra bạn và khiến bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, bất kể bạn đang trốn ở đâu. Chúng tôi sẽ lôi mọi chuột chũi ra ánh sáng, chuẩn tướng Vasil Maliuk tuyên bố. Kulinik bị nghi ngờ hợp tác với các cơ quan an ninh Nga và nhận được biệt danh hoạt động là Kotihorosko. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tấn công trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã khen ngợi lòng trung thành của lực lượng vũ trang Nga vì đã giúp ngăn chặn âm mưu nổi dậy của nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner mà ông gọi là bọn phản bội, trong khi ca ngợi vai trò của các cơ quan an ninh. Trong một bài phát biểu trước quân đội hôm thứ Hai, Shoigu nói rằng cuộc nổi dậy là một nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga, nhưng nó đã thất bại, chủ yếu là do các quân nhân của lực lượng vũ trang đã thể hiện lòng trung thành với lời thề và nghĩa vụ quân sự của họ. Nga đã thoáng thấy mối đe dọa của cuộc nổi dậy vũ trang vào cuối tháng 6 với việc lính đánh thuê của tập đoàn Wagner hành quân về phía Mặc Tư Khoa khi Tổng thống Vladimir Putin thề sẽ trừng phạt. Tất cả điều này xảy ra trước khi một thỏa thuận bất ngờ dường như xoa dịu cuộc khủng hoảng nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Trong những bình luận đầu tiên của mình kể từ sau cuộc binh biến 24 giờ, Shoigu nói thêm rằng sự khiêu khích không ảnh hưởng đến hành động của quân đội Nga ở Ukraine, nơi các quân nhân tiếp tục dũng cảm và quên mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tôi cảm ơn các quân nhân vì sự phục vụ tận tụy của họ, Bộ trưởng nói thêm. Điện Cẩm Linh cũng ca ngợi cơ quan an ninh Nga vì vai trò của họ trong việc dập tắt âm mưu nổi loạn. Phát biểu với các nhà báo trong một cuộc họp trực tuyến hôm thứ Hai, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov khen ngợi hoạt động hiệu quả của các cơ quan đặc nhiệm và cơ quan chính phủ, bao gồm cả cơ quan an ninh liên bang FSB. Peskov không bình luận về các câu hỏi xung quanh việc làm thế nào và tại sao một cuộc binh biến như vậy có thể diễn ra, nhưng nhấn mạnh việc tất cả các cơ quan chức năng đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Ông nói, tất cả các cơ quan, bộ, ngành, cơ quan đặc biệt đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Ông nói thêm rằng, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tình đoàn kết và củng cố ở mức độ cao giữa các lực lượng vũ trang và các dịch vụ đặc biệt trong những ngày thử thách này. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho rằng, nguy cơ đổ máu trước mắt đã tan biến. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Các chuyên gia cảnh báo rằng, cuộc nổi dậy hiếm hoi vẫn có khả năng gây ra hậu quả về sau. Giờ đây, Putin phải điều hướng hậu quả của thách thức nghiêm trọng nhất đối với quyền lực của mình kể từ khi ông lên nắm quyền hơn 20 năm trước. Điều này dường như đã khiến ông phải trốn mất trong 2 ngày.
Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin lên tiếng sau các cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trong một bài phát biểu trước quân đội hôm thứ Hai, Shoigu nói rằng cuộc nổi dậy là một nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga, nhưng nó đã thất bại, chủ yếu là do các quân nhân của lực lượng vũ trang đã thể hiện lòng trung thành với lời thề và nghĩa vụ quân sự của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã khen ngợi lòng trung thành của lực lượng vũ trang Nga vì đã giúp ngăn chặn âm mưu nổi dậy của nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner, mà ông gọi là bọn phản bội, trong khi ca ngợi vai trò của các cơ quan an ninh. Phản ứng trước diễn biến này, trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã lên tiếng. Ký giả Iona Kelly của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề. Butcher speaks. Wagner Group warlord Prigozhin breaks silence after banishment to Belarus for failed coup attempt against Putin. Nghĩa là đồ tể lên tiếng, lãnh chúa Prigozhin của tập đoàn Wagner phá vỡ sự im lặng sau khi bị trục xuất đến Belarus vì âm mưu đảo chính chống lại Putin thất bại. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin cuối cùng đã lên tiếng sau một tuần dài kể từ khi ông trốn sang Belarus sau cuộc nổi dậy thất bại của mình. Lãnh chúa Nga đã im lặng một cách đáng kể kể từ khi ngừng cuộc nổi loạn vũ trang của mình, nhưng giờ đây đã quay trở lại không gian thông tin để cảm ơn những người ủng hộ và biện hộ cho những hành động nổi loạn của mình. Trong tuyên bố đầu tiên của mình kể từ khi chuyển đến Belarus, phá vỡ sự im lặng kéo dài một tuần, Prigozhin đã bảo vệ cuộc binh biến bạo lực của mình như một cuộc tuần hành vì công lý. Anh ta mạnh dạn tuyên bố nhiệm vụ của mình là đập tan bọn phản quốc và vận động xã hội. Tiếp theo đó là lời kêu gọi công chúng Nga đứng lên bảo vệ đội quân đánh thuê tàn nhẫn của anh ta khi anh ta cầu xin, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn hơn bao giờ hết. Đồng minh cũ của Putin đã tổ chức một cuộc nổi dậy vũ trang vào ngày 23 tháng 6 với mục đích đã nêu là lật đổ các nhà lãnh đạo quân sự của Nga khi ông ta lật tẩy giới lãnh đạo hàng đầu ở Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy sôi sục đã bị dập tắt sau khi Prigozhin đạt được một thỏa thuận cay đắng với Vladimir Putin, chấm dứt 36 giờ đáng kinh ngạc chứng kiến lực lượng Wagner tiếp cận trong vòng 125 dặm từ Mạc Tư Khoa. Trong thông điệp hôm thứ Hai, đối phương số 1 của Putin cũng nói thêm một cách khó hiểu, trong tương lai gần, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi ở mặt trận. Tuy nhiên, người ta không hiểu mặt trận mà trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đề cập đến là mặt trận nào. Một phần trong thỏa thuận của Prigozhin với nhà lãnh đạo Nga đã buộc các tân binh của Wagner phải lựa chọn giữa việc ký kết các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về nhà với gia đình của họ. Chưa hết, Wagner vẫn đang tích cực tìm kiếm tân binh vào hôm thứ Hai bằng cách sử dụng các quảng cáo trên Telegram, phá hoại thỏa thuận ngừng bắn của nhóm sát thủ với Điện Cẩm Linh. Vào ngày 26 tháng 6, anh ta giải thích trên Telegram rằng anh ta đã gọi các chiến binh của mình quay lại để ngăn chặn một cuộc tắm máu, và bác bỏ cáo buộc rằng anh ta đã cố gắng tiến hành một cuộc đảo chính. Trong lời bào chữa của mình từ một địa điểm không xác định, anh ta nói rằng cuộc nổi dậy không nhằm mục đích lật đổ chính phủ, mà là một nỗ lực để tránh sự hủy diệt của Wagner. Prigozhin nói thêm rằng nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã chia tay ra cho anh ta sau cuộc nổi loạn. Kể từ đó, có tin đồn rằng Prigozhin có thể đang ở tại một khách sạn bình dân ở thủ đô Min của Belarus. Nhưng lãnh chúa vẫn chưa được nhìn thấy trước công chúng, và nhóm báo chí của Prigozhin cho biết không thể liên lạc được với ông vào lúc này. Trong một diễn biến khó hiểu, có các báo cáo cho rằng máy bay của Prigozhin đã được Flytrack 24 phát hiện đang bay giữa Belarus, Mạc Tư Khoa và Saint Petersburg, cho thấy anh ta đang bất chấp lệnh lưu đày của Putin. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Mark Walker, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết có thông tin cho rằng Prigozhin ẩn náu trong một khách sạn không có cửa sổ. Ông giải thích, đã có một số cá nhân thực thể Nga xúc phạm Putin trong hơn một năm rưỡi qua, những người này đã rơi ra khỏi cửa sổ tầng 5, 6 hoặc 7 một cách bí ẩn. Trong khi đó, khi những con cá mập vây quanh một Putin bị thương trong Điện Cẩm Linh, đã tung ra những lời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ phản bội đã giết 15 quân nhân Nga trong âm mưu đảo chính của chúng. Cựu chỉ huy quân sự Andrei Gurulivov nổi giận, ai ra lệnh? Ai đã phóng hỏa tiễn? Những kẻ phản bội phải bị tiêu diệt. Igor Yurkin, cựu sĩ quan tình báo FSB, người lãnh đạo lực lượng do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, cho rằng phản ứng của Putin là thật tội nghiệp.
Các cơ quan truyền thông Nga cũng tiết lộ rằng FSB vẫn đang điều tra Prigozhin mặc dù Nga khẳng định mọi cáo buộc chống lại anh ta đã bị hủy bỏ. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh nói rằng không có quá nhiều hy vọng liên quan đến việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Hắc Hải. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh, Dmitry Peskov, hôm thứ Hai cho biết không có quá nhiều hy vọng rằng thỏa thuận ngũ cốc ở Hắc Hải sẽ được gia hạn, Reuters đưa tin. Thỏa thuận, theo đó Nga bảo đảm an toàn cho các tàu chở ngũ cốc đến và đi từ các cảng của Ukraine qua vùng biển mà nước này kiểm soát, sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 7. Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Hai rằng Liên hiệp Âu Châu đang xem xét đề xuất cho Ngân hàng Nông nghiệp Nga thành lập một công ty con để kết nối lại với mạng tài chính toàn cầu, như một động lực để mặt tư khoa gia hạn thỏa thuận. Khi thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2022, Liên hiệp quốc và Nga cũng đã ký một biên bản ghi nhớ cam kết Liên hiệp quốc tạo điều kiện thuận lợi cho phân bón và các sản phẩm khác của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu mà không bị cản trở. Để thực hiện bản ghi nhớ, Nga cho biết một số điều kiện phải được đáp ứng, bao gồm việc tái chấp nhận Ngân hàng Nông nghiệp Nga vào hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT có trụ sở tại Bỉ. Khi được yêu cầu bình luận về câu chuyện của Financial Times, Peskov nói, cho đến nay chúng tôi không có gì để báo cáo về việc thực hiện phần đó của thỏa thuận mà phía Nga lo ngại. Hiện tại, chúng tôi tuyên bố rằng phần này của các thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện. Vẫn còn thời gian để hết hạn, nhưng không có nhiều hy vọng. Rosenkohl đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về báo cáo Financial Times hoặc về tình trạng của bất kỳ cuộc đàm phán nào với Liên hiệp Âu Châu. Hung thần Chechnya thừa nhận ống nặng, sắp qua đời. Hai ký giả Imogen Bradic và Will Seawood của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề. Sick as dog. Moment Putin's sickly war dog Kadyrov appears bloated with discolored hands as he admits he might not live long. Nghĩa là ống rất nặng. Khoảnh khắc chú chó chiến ống yếu Kadyrov của Putin xuất hiện với đôi bàn tay đổi màu khi thừa nhận mình có thể không sống được lâu. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Lãnh chúa Ramzan Kadyrov của Vladimir Putin hôm nay thừa nhận ông ta có thể không còn sống được lâu khi xuất hiện trong một video kỳ quái. Hung thần Chechnya, một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin, đã đăng tải đoạn phim để chứng minh rằng anh ta vẫn còn sống. Người đàn ông có râu quai nón 46 tuổi đã phải hứng chịu một loạt tin đồn vào cuối tuần qua rằng anh ta sắp chết vì các vấn đề về thận hoặc gan. Theo các báo cáo, bàn tay phải bị đổi màu của anh ta trong video cho thấy anh ta đã trải qua quá trình điều trị y tế gần đây. Trong đoạn phim, Kadyrov được nhìn thấy cùng với nghị sĩ Nga Adam Delimkhan, người được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến Ukraine hồi tháng 6 sau khi trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công hỏa tiễn. Trong khi cả hai được nhìn thấy còn sống, họ trông không được khỏe. Kadyrov, một người ủng hộ hàng đầu cho cuộc chiến hỗn loạn của Putin ở Ukraine, thừa nhận rằng anh ta có thể không còn sống được bao lâu. Bằng cách nào đó chúng tôi vẫn còn sống, anh ta nói. Dù sao chúng tôi cũng không muốn sống lâu. Chúng tôi muốn sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đàng hoàng. Delimkhan nói với anh ta, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà bạn đã giao cho chúng tôi. Delimkhan cũng tấn công những người buôn chuyện về sức khỏe của hai người. Các báo cáo cuối tuần qua cho rằng Kadyrov, cha của 14 đứa con, đã cận kề cái chết. Chính trị gia đối lập Chechnya Tumso Abdurakhan cho biết, có thông tin cho rằng Kadyrov sắp chết và không còn nói được nữa. Thận của anh ta đã hỏng hoàn toàn, lọc máu cũng không giúp được gì. Có thể đây là những ngày cuối cùng của anh ta. Một số người cho rằng Kadyrov đã bay đến Mecca, với một báo cáo cho biết, chuyến bay từ Mecca rõ ràng không dễ dàng đối với Kadyrov. Trên tay anh ta có những vết mới có thể nhìn thấy, tương tự như dấu vết từ các thủ tục y tế. Thông tin đang được thảo luận sôi nổi ở Chechnya rằng Kadyrov mắc bệnh thận nghiêm trọng. Lãnh chúa độc ác Kadyrov đã bị đeo bám bởi những tuyên bố tương tự trong những tháng gần đây.
vào tháng 3, sau khi được đưa vào vùng núi Transquarkuk trong vương quốc của mình, anh ta đã đăng một video trong đó anh ta nói, đối với những người tự an ủi mình với hy vọng rằng tôi bị bệnh nan y, tôi xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Anh ta thừa nhận rằng mọi người cho rằng tôi mắc các bệnh khác nhau, đôi khi tôi được cho là có vấn đề với thận, đôi khi với gan. Mặc dù anh ta phủ nhận việc không khỏe, nhưng mặt và tay chân anh ta sưng húp rõ rệt. Các cảnh quay cho thấy Kadyrov run rẩy khi nói chuyện với một Putin trông cũng sưng húp, người đã nắm chặt lấy bàn trong khi nói chuyện. Và vào tháng 6, anh ta được báo cáo là đang nằm trong một bệnh viện ưu tú ở mạc tư khoa. Kadyrov được cho là đã triệu tập một bác sĩ hàng đầu từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì ông ta không tin tưởng các bác sĩ ở mạc tư khoa. Trong cuộc chiến ở Ukraine, Putin đã phong anh ta làm thượng tướng trong lực lượng vệ binh quốc gia Nga và trao thêm quyền lực cho Chechnya. Anh ta đã kiểm soát lực lượng vệ binh quốc gia với sức mạnh lên tới 30.000 người và có kế hoạch tạo ra một quân đội riêng của mình. Ngay cả các đồng minh thân cận của Putin cũng được biết là sợ Kadyrov. Với ba người vợ hiện tại, anh ta đã cai trị Chechnya trong 16 năm và tự hào rằng anh ta đã bị phương Tây trừng phạt nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác. Ngoài việc là một lãnh chúa tàn bạo, Kadyrov còn là một triệu phú có ảnh hưởng, thích phô trương tiền mặt và giao du với những người nổi tiếng. Kadyrov đã từng điều hành một tài khoản Instagram nơi anh ta thích khoe tài sản của mình trước khi bị Putin cấm, nhưng anh ta luôn cập nhật cho người hâm mộ của mình qua mạng xã hội Nga và trên Telegram. Ông trùm thể thao Prada tàn nhẫn, với thiên hướng tra tấn, giết người, bắt cóc và thanh trừng chống đồng tính, có khối tài sản ước tính lên tới 150 triệu bảng Anh. Công tố viên trưởng của Nga, bạn thân của Putin, đột tử. Dư luận tại Nga đang xôn xao sau khi công tố viên trưởng của Nga bất ngờ chết dưới sông, nhưng các điều tra viên khẳng định rằng ông ta không chết đuối. Ký giả James Livery của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề. Dead in the water. Russian chief prosecutor found dead in river but didn't drown in latest mystery death hitting Putin's cronies. Nghĩa là chết trong nước. Công tố viên trưởng của Nga được tìm thấy đã chết dưới sông nhưng không phải là chết đuối trong cái chết bí ẩn mới nhất của những người bạn thân của Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Một công tố viên trưởng của Nga được tìm thấy đã chết dưới sông nhưng được cho là không phải là chết đuối trong cái chết bí ẩn mới nhất xung quanh những người bạn thân của Putin. Andrei Fomin được nhìn thấy đang bơi ở sông Volga, con sông dài nhất Âu Châu, thì đột ngột qua đời vào cuối tuần. Người đàn ông 57 tuổi này là công tố viên trưởng của Chuvashia, một khu vực cách mạc tư khoa khoảng 675 km về phía đông, và là một người bạn thân, ủng hộ nhiệt thành của bạo chúa Putin. Theo kênh Telegram Asyron, Fomin được thông báo đã chết vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 7. Anh ta được cho là đang bơi cách bờ khoảng 150 mét nhưng không quay trở lại bờ sông. Fomin được cho là đã ở trong khu vực bơi được chỉ định 3,8 km khi anh ta đang băng qua sông Volga trong một sự kiện bơi lội được gọi là chép sim ở địa phương. Phát ngôn nhân của văn phòng công tố Chuvashia nói với truyền thông Nga rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành và không có chi tiết nào xung quanh cái chết của người đàn ông này được xác nhận. Mặc dù, hãng tin 76 ru sau đó đã tuyên bố rằng các báo cáo sơ bộ cho thấy anh ta chết vì ngừng tim. Một nguồn tin cũng nói với Ren TV rằng trong quá trình bơi, Fomin bị ốm và do đó được kéo lên khỏi mặt nước ngay lập tức. Nguồn tin cho biết thêm, các bác sĩ đã không thể cứu được anh ta. Anh ta chết vì suy tim cấp tính. Nhưng khi những tin đồn xoay quanh cái chết bí ẩn của Fomin, một nhóm chuyên gia khác cho rằng anh ta không chết đuối. Theo kênh điện tín Baja, các nhà điều tra đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến cái chết của Fomin, và hóa ra là không tìm thấy nước trong phổi của công tố viên. Họ khẳng định thêm rằng anh ta không bị nghẹn, và Fomin cũng có lượng đường trong máu rất thấp. Các tình huống bí ẩn xảy ra khi hơn 30 người Nga nổi tiếng đã chết kể từ khi Putin xâm chiếm Ukraine. Và các chuyên gia tin rằng cái chết của ít nhất 39 người, từ các nhà tài phiệt cho đến các nhà khoa học, có thể cho thấy bàn tay nhuốm máu và mờ ám của Điện Cẩm Linh. Nhiều người trong số những người này đã chết trong những trường hợp kỳ lạ,
chẳng hạn như tự tử đột ngột và rơi từ cửa sổ. Nó đã khiến John Sweet, một sĩ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, mô tả Putin đang điều hành một phiên bản FSB thời hiện đại của công ty ám sát. Sweet nói với The Sun Online, bất kỳ ai bị coi là mối đe dọa tiềm ẩn dường như đều bị thu hút bởi một cửa sổ đang mở. Đống xác chết dường như đã tăng lên với tốc độ đáng báo động trong 18 tháng qua. The Sun Online cho biết tổng cộng có ít nhất 39 người chết kể từ tháng Giêng năm 2022. Phong Minh được cho là người ủng hộ Putin và cũng nằm trong danh sách 6.000 nhân vật khét tiếng của Nga. Tài liệu liệt kê những kẻ nhận hối lộ và những kẻ hiếu chiến và được tạo ra bởi tổ chức chống tham nhũng để xác định công khai những kẻ tạo điều kiện cho cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Công tố viên Chuvashia được coi là một trong những quan chức an ninh chủ chốt của Nga đã từ chối bảo vệ luật pháp trong hoàn cảnh quân đội Nga xâm lược Ukraine. Nói cách khác, anh ta cho rằng trong thời chiến, một số quyền của công dân vẫn thường được luật pháp bảo vệ, trong thời bình, không thể tiếp tục được tôn trọng. Cựu quan chức nhà nước sinh ra ở vùng Vladimir và bắt đầu thăng tiến với tư cách là một quan chức thực thi pháp luật cấp cao sau khi tốt nghiệp Đại học bang Yaroslavl ở Denido. Sau đó, anh ta nhận một công việc tại văn phòng Yaroslavl vào năm 1992, nơi anh ta trở thành phó công tố viên của khu vực. Và từ năm 2014 đến 2020, anh ta được thăng chức phó công tố viên ở Crimea bị sáp nhập. Diễn biến này xảy ra sau cái chết bí ẩn của Sergei Grishin, nhà tài phiệt mặt sẹo đã bán cho Meghan và Harry căn biệt thự ở California. Cùng tháng đó, nhà khoa học người Nga Andrei Botiko, người đã tạo ra vaccine Sputnik V, bị thắt cổ bằng thắt lưng trong căn hộ của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.